Where you from? Không biết tiếng Anh. Không biết tiếng Anh. Anh là người nước nào? Em là người Hàn Quốc. À, người Hàn Quốc đó hả? Vâng. À, Annyeonghaseyo. À, sarangye. 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 Vâng. Thôi nói tiếng Việt đi. Em tên là gì? À, xin chào. Mình tên là Yu Gang Sin. Tên tiếng Việt của mình là Lưu Giang Tân. Lưu Giang Tân. Vâng. Ai đặt cho Sin cái đó? Phiên dịch tiếng Việt thôi. À. À, Tân bao nhiêu sinh năm mấy? Mình sinh là 1980. 80. Vâng. Tân từ Hàn Quốc qua Việt Nam lâu chưa? Em sang Việt Nam được 4 năm rồi. Tân làm công việc gì ở Việt Nam? À, em làm giám đốc của công ty Barumbina, kinh doanh nhượng quyền thương hiệu gà rán. Nhượng quyền thương hiệu gà rán. Bên tôi là chú rể người Hàn Quốc nha. Giúp tôi được gặp mọi người. Đó, nhà trai tôi sơ sơ vậy đó, nhà gái. Nghe nhà trai nói chuyện mà bên đây hồi hộp quá. Rồi mời nhà gái giới thiệu cho mình. Lời đầu tiên cho con gửi lời chào trân trọng nhất đến chú MC Quyền Linh và cô Ngọc Lan ạ. Dạ. Chào anh bên kia ạ. Con tên là Trần Tú Uyên ạ. Con năm nay 22 tuổi ạ. Con là sinh viên năm cuối, hiện tại là con cũng có kinh doanh quán ăn ạ. Sinh viên mà kinh doanh quán ăn ha, giỏi vậy. Con học về gì? Con học về tâm lý học ạ. Kinh doanh gì Tú Uyên? Kinh doanh món gì? Dạ bún đậu ạ. Bún đậu mắm tôm hả? Dạ. Cho gà rán kế vô được không? Cho gà rán kế vô được không? Dạ được ạ. Được, chứ gà rán mà đưa bún đậu mắm tôm vô thì nó sai sai sao ha. Mình chuyển qua một ít gà rán mà đó được á. Gà rán chấm mắm tôm. Gà rán chấm mắm tôm. Là con quán của con là ở đâu? Ở Hà Nội ạ. À, tức là con từ Hà Nội con vào đây con ghi hình. Dạ vâng, đúng rồi. Tân ở đâu? Em cũng sống ở Hà Nội. Cũng ở Hà Nội luôn hả? Vâng. Tân có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là không giận. Không giận? À. Luôn luôn không giận. Cỡ nào cũng không giận hết? Vâng, không giận và em thiền mỗi ngày. Cười mỗi ngày? Thiền. Thiền đó hả? À, thiền. Trời ơi. Mai chắc không phải để học một khóa tiếng Hàn Quốc để nói chuyện tiếng Hàn luôn á. Làm thiền thì không giận được. Không giận được, đúng rồi. Bên tôi vậy đó, nhà gái, nghe chưa? Chưa nghe được khuyết điểm nha. Khuyết điểm tiếng Hàn Quốc là gì? Thanh trầm. Thanh trầm. Thanh trầm. À. Là gì? Là khuyết điểm á. Mà khuyết điểm là gì? Cái gì? Thanh trầm. Handsome. Ủa là gì? Handsome là đẹp trai đó. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Handsome là đẹp trai đó. Không lẽ ông nói khuyết điểm của ông là đẹp trai? Thì đó. Thì ông nói gì đó. Phải không? Đúng không? Không phải là handsome. Thanh trầm. Thanh trầm. Thanh trầm. Là gì vậy? Thanh trầm. À, là khuyết điểm hả? Là khuyết điểm là gì? Thanh trầm là làm việc nhiều nên không có thời gian. Là thanh trầm. À, khuyết điểm không có thời gian. Thường những người mà làm việc nhiều và không có thời gian thì chỉ phù hợp với những người con gái đã từng trải. Bởi vì những người đó thì họ sẽ không cần quá nhiều thời gian để yêu đương. Về bán đi, về bán đi. Tôi đang làm mai làm mối tính hốt trước hả? Ủa, chỉ đưa ra quan điểm thôi. Quan điểm cái gì? Chúc sẽ qua tư vấn sau. Cô gái ta mới 22 tuổi ta chưa nói gì qua dành mối người ta rồi. Không có cửa không gì hả? Không có thời gian yêu đương nhiều đâu. Có thời gian không con? Có ít rồi. Có thấy chưa? 22 tuổi, sinh viên năm cuối, lên đây ngồi sớm quá vậy? Con cũng có trải qua những cái chuyện tình cảm nó không được may mắn. À. Và mình cũng từng quen những người trưởng thành hơn mình rất nhiều. Cũng hơi buồn đúng không? Giờ mình kiếm mối tình bắt vai để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Con có mấy mối tình rồi? Dạ một ạ. Quen mấy năm? Dạ gần một năm rồi. Quá trời thằng chồng rồi. Quá trời quá đất thằng chồng rồi. Quen mới có một năm mà. Sao mà buồn dữ vậy? Người ấy nói dối ạ. Anh nói dối là chia tay luôn hả? Nói dối những chuyện không chấp nhận được. Anh nói anh chưa có người yêu hả? Lằng nhằng vậy ạ. Thật sự là anh có người yêu rồi đúng không? Tệ hơn nữa. Tệ hơn nữa hả? Vậy anh có vợ rồi hả? Trời ơi, thôi không được rồi. Có vợ chưa? Chưa. Có người yêu chưa? Ngày xưa có, nhưng bây giờ không có. Nhưng mà không có nói dối nha. Em
Nói thật. Nói thật hả? Nói thật hay nói thật? Nói thật. À nói thật, rõ rồi đó. Bên đây không có nói dối, nói thật, rất là hiền, không có giận, cười suốt ngày, ăn gà rán cười hoài vậy đó, được chưa? Hả? Được ha. Bây giờ nè, nhu cầu con có bạn trai như thế nào rồi con nói cô lại nghe coi. Con muốn tìm một người trưởng thành, có ý chí cầu tiến trong công việc, quan trọng nhất là người đấy phải chân thành. Bên kia là CEO. Trời, đây là giám đốc công ty gà rán rồi. Một chuỗi nhà hàng gà rán nè, rồi lớn tuổi hơn con rất là nhiều nên về độ chín chắn và trưởng thành chắc chắn có rồi. Không gia trưởng, không áp đặt những cái điều người ta muốn lên mình ấy. Hiểu không? Gia trưởng á. Gia trưởng. Tân có gia trưởng không? Không. Không hả? Vâng. Có làm phụ nữ buồn không? Thằng Hoàng đừng nói đi. Thằng Hoàng con nói đi, chú khó quá. Để người phụ nữ trưởng thành người ta nói đổi, chuyện đổi. Xin lỗi à. Tôi qua đây tôi nói tiếng Việt cho khỏe, tôi mệt quá. Chú nghỉ ngơi chút xíu thôi. Hồi đó giờ có làm cho phụ nữ buồn không? Không. Không có hả? Vậy chứ sao chia tay? Em sang Việt Nam. Lúc đó là em có bạn gái Hàn Quốc. Nhưng mà em muốn sống ở Việt Nam mãi mãi. Nhưng mà bạn gái suy nghĩ khác. Bạn gái không chịu về Việt Nam. Vâng. Cho nên là chia tay. Vâng. Nó không làm gì cho người ta buồn hết. Vâng. À. Ngon lành. Giữa người đàn ông rất là nhiều tiền. Bởi công việc họ rất nhiều, họ kiếm ra tiền nhiều lắm, nhưng ít dành thời gian ít cho gia đình. Và một người đàn ông luôn luôn dành thời gian cho gia đình mà ta ít tiền, con chọn người đàn ông nào? Con thì không cần nhiều quan tâm bởi vì con có công việc của mình. Nên là ít quan tâm cũng được, nhưng mà nó tức là ở cái mức gọi là chấp nhận được. Chứ đừng có để bỏ mình. Nghĩa là con chọn cái người có tiền mà ít quan tâm đúng không? Hợp lý mà. Bên đó chắc có tiền rồi đó. Nên tiền thì có rồi. Thời gian quan tâm thì hạn chế. Hạn chế. Nhưng mà sẽ khắc phục được. Rồi. Nếu mà yêu nhau là khắc phục được thôi. Rồi, thôi được rồi. Thôi để mình gặp người thân đi. Mà mình chưa hỏi người ta mong muốn ta có bạn gái như thế nào. À, nói đi. Anh có cái mong muốn về người yêu như thế nào? Em muốn người yêu là thông minh và hiền. Thông minh và hiền hả? Rồi gì nữa? Xinh đẹp không? Cần được cần tốt. Cần được cần tốt. Cô gái bên kia rất là xinh xắn, rất là thông minh. Thôi giờ mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Anh đi với đồng nghiệp đó đúng không? Vâng. Dạ em chào anh Linh. Em chào chị Lan. Chào anh chị trong trường quay. Em là em gái của anh Tân. Em gái người Việt Nam vậy? Gái kết nghĩa. Cái chị gái bên đây là chị cũng hiền, dễ thương. Hy vọng các anh chị cho nhau cơ hội để tụi em có dịp đi Hàn Quốc để ăn đám cưới. Dạ, em xin cảm ơn. Và đám cưới bên Hàn Quốc đó đúng không? Anh Tân á, anh họ, anh kết nghĩa với em á, anh cũng đẹp trai nè, cũng giỏi nè, trong công ty cũng có nhiều nhân viên xinh đẹp nè, sao tụi em làm mai mà những cô gái Hàn Quốc cũng xinh đẹp mà sao anh có người yêu mà phải lên bạn mối hẹn hò vậy em? Dạ chắc chưa có duyên á anh. Anh có nhiều người theo đuổi không? Dạ cũng có ạ. Anh có theo đuổi ai trong công ty không? Dạ không. Anh ở Hà Nội nhiều hả? Ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều? Dạ ở Hà Nội nhiều ạ. Hà Nội nhiều. Dạ. Vậy thì hợp với cô này. Rồi cảm ơn em. Cô gái đi với ai cưng? Dạ con đi với bố ạ. Rồi con xin chào nhà gái. Dạ xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Xin chào quý khán giả trong trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là Trần Đức Long, là bố đẻ của Trần Tú Uyên. Mình nhận xét về phía bạn quốc tịch Hàn Quốc này thì theo tôi thấy bạn cũng rất là chín chắn, thành thật và có cái hòa đồng với cái vui vẻ. Còn về cái chuyện về đi sâu sắc về cái vấn đề tình cảm thì theo tôi nghĩ thì là để hai bạn trẻ bạn sẽ tự tiến tới. Bởi vì theo tôi nghĩ về cái vấn đề tình cảm, về tình yêu ấy, thì nó cũng không phân biệt tuổi tác đâu, cũng không phân biệt về ngôn ngữ, kể cả là biên giới. Đấy, cho nên xin phép là để dành cái vấn đề tình cảm đấy cho hai bạn. Đấy, tự ấy, tự tìm hiểu lẫn nhau. Đấy. Trời, cảm ơn anh. Thôi, để ngôn ngữ tình yêu họ sẽ trò chuyện với nhau nhé. Mở rào thôi. Đúng rồi. Mở rào. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bà Mối Hẹn Hò. Cùng hai MC cười khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. Bắt đầu đi nhé. Nói gì đi, Tân. Ở dưới có phiên dịch, nếu không có gì hiểu á thì Tú Uyên cứ hỏi nha. Nếu mà mình làm quen với nhau thì đi du lịch Hàn Quốc nên anh đã chuẩn bị cái này. Em có món quà tặng, nghĩa là
một cuốn sách mà em rất là yêu thích nhỉ. Và trong đấy là có một bài thơ em gửi riêng tặng anh, em hy vọng là mỗi khi anh đọc đến thì anh sẽ nhớ đến em. Anh cảm ơn em. Anh muốn đọc sách này thì anh sẽ cố gắng học tiếng Việt nữa. Thử vị trí ngồi đi Tân. Em ăn thử. Anh ăn. Ăn gì? Anh ăn. Không nóng nhưng mà cũng giòn. Thiếu tương ớt tương cà. Có này mà chưa chấm. Có này mà chưa chấm. Hát bài tiếng Hàn Quốc nghe. Hát bài trước đi, giao lưu âm nhạc. Ngày đầu tiên cùng nhau sống xuống đây, cùng mình về phía trước cảm thấy mãi không giờ. Và con thứ môn thì cả to rồi. Rồi hát bài cho em đàng hoàng chứ bộ. Thú Nguyên. À dạ vâng ạ. À, em xin gửi tặng anh bài Người Tình Mùa Đông ạ. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa em không đến. Đường vào tim em mây sáng kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Hay quá. Nói chung là Tân hát cũng hay nha. Hai cặp này đi hát là hợp nhau lắm rồi đó. Rồi, bây giờ Tân thấy cô gái đó như thế nào? Em thấy em gái xinh và thấy hiền. Nhưng mà em nói thôi nha, em gái rất trẻ thì em lo lắng cái đó. Lo lắng là lo lắng cái gì? Lo lắng là... Em già hơn nhiều. Hả? Em già. Em già hơn nhiều. Ta lo lắng gì sao đó Tú Quyên? Con thấy đấy không phải vấn đề lớn, bởi vì trước đây con quen người hơn con hơn 15 tuổi. Đó. Trời ơi. Hồi nãy ba Uyên nói tình yêu không có tính chuyện tuổi tác. Đó. Không có sao hết, không có già đâu. Đó. Tân còn trẻ, đẹp trai lắm. Trong cái này. Già đây mới già nè. Đây mới già nè. Nha, không có lo lắng gì nha. Được. Bây giờ nè, Tú Quyên thấy Tân sao? Con thấy anh ấy trẻ hơn so với tuổi, dễ thương, anh ấy cũng là rất là thành công, chín chắn và trưởng thành. Người ta thích cái tuổi này chững chạc đó Tân. Bây giờ Tân nói đi, thí dụ quen nhau mình hẹn hò sao, nói cho cô đó biết đi. Mình có thời gian hẹn hò không? Một tuần mình dành ra mấy ngày để hẹn hò? Em xúc được không? Ý chuyên đến mệt bọn này, đẹp thứ hai gì nhỉ của em? Hiện tại thì em hối bận nên một tuần một lần được, nhưng mà sau này công ty em sẽ phát triển hơn nên em sẽ có thời gian được. Bây giờ đầu tiên một tuần một lần đúng không? Vâng. Sau này có thời gian em giao công việc cho em gái. Vâng. Em có thời gian nhiều hơn thì đi chơi nhiều hơn đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi được không, một tuần lần được không? Được ha. Sau này em sẽ làm nhân quyền bún đậu mắm tôm được. Nhân quyền bún đậu mắm tôm ở Hàn Quốc thì được. Hàn Quốc thì hơi khó, tại vì bún đậu mắm tôm là cái món của Việt Nam rồi. Em thích bún đậu mắm tôm nhưng mà đa số người Hàn Quốc không chịu được mùi mắm, không ăn nước mắm là khó. Bún đậu mắm tôm Uyên Tân chẳng hạn, mình nhượng quyền chẳng hạn. Được cái đó, ý tưởng làm giàu, cả hai cùng giàu đó. Bây giờ thí dụ em có cảm tình với Uyên nè, tìm hiểu nè, được khoảng chừng nào thì em sẽ kết hôn, nói cho cô ấy biết đi. Hai người gặp nhiều lần rồi thì sẽ tìm hiểu với nhau và sau đó nói chuyện về kết hôn ạ. Là tốt hơn, em suy nghĩ như thế. Tuần cho người ta có một lần mà đòi gặp nhiều lên đi. Vậy là nhờ em gái coi công việc giùm để cho anh Tân anh gặp người yêu nhiều chút xíu ha. Tân có hỏi gì Quyên hỏi đi. Em hồi hộp. Hồi hộp ha. Ừ. Bây giờ không, này. Không suy nghĩ được. Không suy nghĩ được ha. Ừ. Đứng lên. Đứng đây. Đây. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Thấy
con tim mình có rung động gì không? Nói với Uyên đi. Em thấy anh như thế nào? Em thấy hồi hộp rung. Em rung lắm hả? Thấy bàn tay của Tân nắm ấm áp không? Có. Tân thấy cô gái này có hợp gì với Tân không? Vâng, em thấy hiền và thông minh. Hả? Em hiền và thông minh. Hiền và thông minh. Vâng. Hiền và thông minh. Em thấy như thế. Tân muốn nói gì với Quyên, Tân nói đi. Sau này anh muốn gặp nhiều lần và anh muốn tìm hiểu em và làm quen. Em cũng muốn là được gặp nữa nhiều hơn và được tìm hiểu anh. Về vị trí thôi. Có xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò chưa? Có rồi hả? Rồi đến 1, 2, 3 mình thích cô gái ấy thì mình bấm liền nha. Vâng. Không thích thì không cần bấm nha Tân nha. Vâng. Quyên cũng vậy. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng hai bạn. Nào, chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau nào. Đó. Tiếng Hàn Quốc là gì? Hôm nay gặp lần đầu tiên. Hôm là popo. Hả? Popo. 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 Ok, popo. Em tên là Trang Mỹ Yên, 33 tuổi, hiện tại em là một nhân viên văn phòng ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, quê ở đâu Yên? Dạ, anh Đường Linh ơi, em quê ở Cà Mau ạ. Ai nói Cà Mau xa lắm, cuối cùng bàn đồ Việt Nam. Dễ thương, nó thân quen quá đúng không? Dạ đúng rồi, em mê miền Tây lắm. Mình giới thiệu cho nhà gái nghe đi em. Dạ, em tên là Dương Quốc Trung, em sinh năm 1984, tuổi Giáp Tý, em đang chạy Grab Food, nhưng mà trước đây em là bán thực phẩm chức năng. Em hôm nay em biết tới đến với chương trình này, em mong muốn tìm một người bạn gái để thổi cái nguồn đam mê của em. Tại vì em cái nghề thực phẩm chức năng của em là cần cái đam mê. Em là người có ý tưởng nhưng mà cái em cần cái người để mà truyền tải cái năng lượng tích cực của em đi với mọi người. Em mong muốn cho mọi người có năng lượng tích cực. Em đến với chương trình mong người tìm được người vợ. Thứ nhất là có tính từ bi, bác ái, muốn giúp đỡ mọi người để thực hiện ước mơ của em. Để cho mọi người có sức khỏe, có người năng lượng tích cực. Dễ thương quá. Dạ. Bây giờ chúng ta nói một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nhà gái. Ưu điểm của em là cũng tính cũng vui vẻ, hòa đồng, thích nghi hoàn cảnh tốt. Cái điểm yếu lớn nhất của em là em hay quên. Bên đây có quên không? Dạ, em có ưu điểm là em nhớ dài lắm. Chuyện gì 10 năm em cũng nhớ. Hay vậy ta? Dạ, tại đó là ưu điểm lớn nhất đó. Dạ, em nói tiếng Anh, cái trí nhớ em, giờ em học mười mấy năm tiếng Anh em cũng còn nhớ. Giờ thì làm tràng tiếng Anh chào nhà gái tôi coi. Hello, now I'm really happy. I want to find a girl that's active. I like she active. I very active. I want to help everybody to healthy. Yeah, I like walking. I like run very much. I run every day. I want everybody to run to help to help. I run about 6 kilometers. Trời, nói tiếng Anh. I was born in Tiền Giang. Yeah, I love Tiền Giang very much. I love everybody. Yeah. Thank you. Nhà gái hiểu không? Nhà gái hiểu không? Nói là mình đang hiểu hết luôn á. Trình độ bên đây cũng cỡ bên đó đó nên hiểu lắm. Bên đó có nói tiếng Anh được như bên đây không? Dạ, cái đó em thua rồi anh ạ. Cái đó em thua rồi anh ạ. Thua hả? Có gì vậy anh dạy cho em. Đó, thấy giờ chưa? Rồi em có khuyết điểm gì không Trung? Dạ em có khuyết điểm là em dễ tin người. Dễ tin người. Em dễ bị tác động. Dễ bị tác động người khác á. Thành ra em sửa được cái khuyết điểm đó. Với thứ hai em tự ti. Thì bây giờ em sửa được cái tự ti là em suy nghĩ bây giờ á, mình sống cuộc đời này là mình giúp đỡ được cái người đó, trao cái giá trị người đó, chứ không phải là mình có xe hơi, nhà lầu. Sau khi em đọc được cuốn sách là Triệu Phú Thức Tỉnh nói là khi mà bạn đã trao giá trị gì cho mọi người, thí dụ anh Nguyệt Linh đang trao giá trị cho mọi người, đang giúp cho mọi người có được cái yêu thương, có một mảnh ghép của cuộc đời với nhau, thì đó là cái giá trị tuyệt vời của anh Linh đã mang đến cho mọi người. Trước đây em không biết chương trình, em không biết tại sao, làm sao đi để tham gia được chương trình. Em cứ nói là biết ơn chương trình, biết ơn chương trình, biết ơn anh Nguyệt Linh. Em cứ nói liên tục câu đó để ngày hôm nay em có mặt lên đây. À. Dạ. Ơi nhà gái ơi,
Dạ. Cho tôi biết bên đó đường tình duyên sao? Dạ, tôi anh là cái đường của em nó cũng bằng phẳng lắm anh. Bằng phẳng, bằng phẳng là sao cơ? Dạ, nguyên cái đoạn đường của mình anh em đi à. Dạ, nguyên cái đoạn đường của mình anh em đi à. Không ai cản trở em hết hả? Dạ đúng rồi, không còn ai cản trở hết trơn á. Ui, sao khó lắm mà sao rồi? Mà mình có cờ rút ai không? Mình có thích ai không? Tại vì có mình nên đi trên đường đâu thấy ai đâu, cờ hết à? Không thấy đúng. Ai luôn hả? Dạ. Lẽ trong văn phòng em không có chàng trai nào em gái? Dạ, anh hả? Trời ơi, xinh đẹp sao không có người yêu trời? Dạ, nhiều khi nó do duyên, do số nữa. Không phải duyên, mà vấn đề tại mình không thích rồi thôi, hay mình khó quá. Em cũng không có khó, dễ lắm anh. Có ai của em chưa? Dạ có rồi. Em không chịu hả? Dạ. Dạ. Nó là cũng có đó. Khó đó, cái đó là khó đó. Là mình cũng có người đứng bên lề đường. Vậy là nhiều người cua lắm nè. Em thích người yêu sao? Vui hay buồn, mặc cho wow? Dạ thì nói chung là vui cả anh Huyền Linh là được rồi. Anh vui lắm hả? Dạ. Cành và đó vui dữ lắm anh. Anh này vui hơn luôn á. Dạ. Rồi để anh coi hỏi em đây coi tình duyên sao. Tình duyên bên đó coi bộ trắc trở rồi nha. Dạ thật sao? Tình duyên sao là Trung? Thì thứ nhất là người ta cũng yêu thương em. Nhưng mà tại vì em không em có không chính... yêu thương người ta hả? Không phải, em không có chính kiến. Tại vì người ta nói là người kia nghèo ha, người kia vậy. Cái em không có suy nghĩ mình cái tiêu chuẩn mình nó như thế. Tại sao mình không giữ cái lập trường của mình vậy? Ừ. Sau này em suy nghĩ là em đã 39 tuổi rồi. Em mới suy nghĩ về cái người nào mà giúp mình thổi cái đam mê của mình là được rồi. Xấu đẹp nhào nghèo kệ nó không quan trọng đúng không? Không quan trọng. Có nghĩa là em có nhiều mối tình lắm hả? Dạ có em lúc mấy anh. Mối, khoảng mấy mối? Nếu mà lúc đi học á, lúc mà em học tiếng Anh á, là nhiều cô gái thương em lắm. Nhưng mà tại lúc đó em suy nghĩ là nếu mà mình chưa chắc người ta, lỡ mình ta mang bầu người ta mang tội. Cái em không giao làm gì mình ta mang bầu? Thì cái vụ mà yêu đương thì phải có cái chiếc ngục ABC sau cùng. ABCD gì? Chưa yêu người ta, chưa gì mà để người ta mang bầu. Tại người ta thương mình quá mà biết sao thương mình phải thương người ta mới để người ta mang bầu chứ. Chứ người ta như nè, người ta rủ em tới nhà phòng em là người ta biết người ta có ý với mình rồi. Ai rủ em tới phòng? Ai rủ về phòng? Tại cái người bạn gái học chung tiếng Anh đó. Rủ về phòng luôn hả? Rủ về nhưng mà rủ sao? Phòng chứ ta đâu kêu mình làm gì đâu. Thì ta nói về phòng của Trung chơi. Mình sợ mình chưa chắc thương người ta rồi mình lễ người ta mang bầu mình mang tội. Cái mà không dám làm. Em đừng có làm gì thì sao ta có bầu mà em mang tội. Tự nhiên ta rủ người ta rủ về nhà chơi cái mang bầu. Tại vì cái máu em nó cái máu gì? Em thật ra em rất là tình cảm, rất là đa tình. Cái có dám làm gì chưa? Dạ chưa làm. Có mấy cái bầu chưa nào chưa? Chưa. Sau này em lên Sài Gòn em đi học cũng có nhiều người thương em nữa. Rồi em cũng sợ cái vấn đề đó, em sợ người sợ ta có bầu. Với thứ hai nữa em sợ người ta không biết cái đạo đức này nọ, cái tiêu chuẩn em đó, em muốn có người ta có đạo đức nhưng mà em không biết cách nào đó để người ta truyền tải cái tiêu chí đó. Vậy bây giờ có còn sợ người ta có bầu nữa không? Thì bây giờ mình đã suy nghĩ chín chắn rồi, bây giờ nếu mà mình có cách để không có bầu đúng không? Mình có cách để không có bầu đúng không? Muốn có cách đó hỏi chị Lan, chị truyền kinh nghiệm cho. Không, bây giờ em là muốn có tiêu chí là người ta có đạo đức, có từ bi bác ái, là em biết cái thế nào để chọn lựa rồi. Là em đã vững vàng sẵn sàng có bầu luôn, sẵn sàng để có con. Tại em cũng mê con gái lắm, em thích có con gái. Rồi bây giờ hỏi nè. Dạ. Cái hình mẫu lý tưởng của mình là ai? Anh là chị. Anh là chị. Con chưa lên. Vui vẻ, yêu đời à. Năng động, tích cực. Mà em coi sách tướng á, em coi sách tướng đó nha. Những người mập mạp, cái vòng mọc, họ bực, hầu như là họ phì nhiêu á. Là những người rất là giàu có, giàu lòng yêu thương. Vòng mọc phì nhiêu. Đúng rồi. Giàu lòng yêu thương. Tôi chỉ có vòng 2 phì nhiêu thôi, còn vòng 1 tôi không có. Hàng không, nhưng mà cái nụ cười nó cũng như vậy. Tại vì em đọc những sách người ta nói vậy á. Vừa vòng 2 sao? Em chỉ là cái chú tộc vùng 1 thôi. Cái dung mạo vậy là cái tính tình như vậy, họ rất là rộng rãi. Hàng không chi mấy những... ông hay đi tìm người yêu có vòng 1 bự. Đúng rồi, là ta muốn vinh hoa phú quý. Đúng rồi, đúng rồi, vinh hoa phú quý. Nãy giờ em nghe ảnh nói thấy sao? Dạ, em thấy ảnh vui quá. Vui. Thật ra với con người này á, người ta rất thật tình á, chất phát có gì có sao nói vậy thôi. Có anh này ở trong nhà chắc cũng vui lắm á. Dạ. Em không thích đàn ông ở điểm gì? Dạ, thôi em không thích là đàn ông gia trưởng. Bên kia có gia trưởng không? Không hề. Thứ hai nữa là em không thích mấy mà bạn nam ít tóc. Chết dạ. Chết mà do tính xấu nhiều em ơi chứ không có gì. Thôi tôi về đây. Chết rồi.
Cái này không có tóc. Trường hợp này tôi khó xử quá. Thì tóc tai nó liên quan gì tới tình yêu, tới cái chuyện ấy mà. Thì cái đó thích. Là tự nhiên hỏi người ta thích hay không thích thì người ta thích gì, thì người ta nói đó, không thích gì người ta nói đó. Thì cũng thẳng thắn thiệt, nhưng mà thẳng quá mất lòng nhau, thẳng quá mất lòng nhau. Đâu có gì đâu mất lòng. Nhà trai tôi thấy tôi tự ái rồi đó. Đâu có gì đâu mất lòng. Nhà trai tôi đâu có ai nhiều tóc đâu. Mà cái người ít tóc á, người ta tình cảm lắm nha. Thậm chí có nhiều người là không có một cộng nào nhưng tình yêu người ta dạt dào, người ta lo cho vợ cho con, người ta thành công trong công việc, được không em? Thí dụ không có cộng tóc nào đó. Dạ không cóc nào là không quen luôn anh. Không cóc nào là không quen luôn anh. Vậy hả? Dạ. Vậy em quen gì tóc hả? Dạ không phải, nhưng mà tại vì á, nó là phần hình đúng không em? Dạ, mình nhìn mình phải có mút đúng không? Dạ, dạ em bị ám ảnh mấy người bị hói á. Em bị ám ảnh mấy người bị hói á. Thì sao họ khó tính là sao em? Không phải khó tính mà là mấy người càng hối là càng dê hay sao? Là mấy người càng hối là càng dê hay sao? Ê bậy nha, bậy nha. Bậy nha, bậy nha. Cái này tôi phải phản ánh nha, không tôi phản ứng nha. Đừng có nói câu này đụng chạm nhiều người em. Không phải đâu. Đừng có nói mấy người càng hối càng dê, trời ơi. Anh tại vì cái người đầu tiên mà em gặp bị hối giờ rất là dê nên em. Tại cái người của em thôi. Tại em xui thôi. Thì giờ em biết là em xui nhưng mà giờ nó ám ảnh luôn rồi, không bây bỏ giờ được. Là chị nói mày em xóa ám ảnh đó, xin lỗi mấy người bị hối nha. Cái cô này bị ám ảnh thôi chứ thật ra người bị hối ta tốt lắm em. Người bị hối không có dê nhiều đâu. Dê là tùy theo người em chứ không phải nó liên quan tới tóc tai mà dê là em. Phải coi cái máu chứ đừng coi cái tóc. Phải thử máu, đừng thử tóc. Em không nghe chữ máu dê chứ ai đó nó có tóc dê đâu. Dạ là hối dê đâu. Tôi khuyên người phụ nữ có suy nghĩ như bạn này, bỏ cái suy nghĩ đi. Đừng làm tổn thương đàn ông chúng tôi. Thôi cái đó mình trao đổi để hiểu nhau nhiều hơn thôi ha. Bây giờ đi. Đúng rồi, có lẽ giờ thôi. Nhà trai đi với ai? Dạ đi với hai đứa em gái. Biết ơn hai đứa đã lên từ Tiền Giang lên đây thăm anh. Trời, hai cô dễ thương quá ha. Em xin chào anh Nguyễn Linh. Em chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em tên là Linh, em là em của anh Trung. Hôm nay em đến chương trình để cổ vũ anh em mau sớm lập gia đình, tìm một nửa hợp với vậy anh sau này. Em thấy chị dễ thương nè. Điềm đạm. Em bù lại với anh em. Để hai người trang hòa cho nó dễ chứ. Những hỗ trợ cho nhau, bổ đúng trợ rồi, cho nhau đúng rồi, dạ. Rồi em gái kế bên thấy được không em? Em chào anh Quyền Linh. Em chào chị Ngọc Lan và toàn bộ ekip chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên Quyên, em là em họ của anh Trung. Em đến đây để cổ vũ cho anh Trung, là rất là hy vọng là chương trình là nhịp cầu nối để anh em được xe duyên và tìm được một nửa còn lại trong cuộc đời mình. Và về chị Yên thì em thấy chị rất là dễ thương, rất là hy vọng chị là người phụ nữ sau lưng anh em. Hay em quá cũng... Thật ra bạn Yên này có gì dễ thương nha, xinh đẹp, cao ráo nha. Chỉ có ý nghĩ đó là anh nghĩ thay đổi thôi, còn cái gì cũng giữ nguyên đi. Yên đi với ai Yên? Dạ em nay em đi với mẹ em, sếp em và coi như là trừ hai em gái đó ra, toàn bộ đều là đồng nghiệp em hết. Trời ơi, đông vậy đó ha. Lực lượng đông đảo vậy đó. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào. Dạ, MC chào. Dạ, chào cô. Mình là mẹ của Mỹ Yên. Thì theo cái sự quan sát của cô á, thì thấy em trai bên đây là vui vẻ, hoạt bát, năng động. Và có thể là như cái ý muốn của em là em muốn truyền cái năng lượng tích cực đến mọi người, thì thấy là có thể làm được. Cô cũng sẽ hy vọng là hai đứa sẽ có thời gian, có điều kiện để mà trao đổi với nhau. Nếu mà hợp thì cô thấy em trai bên đây cũng dễ thương, cũng thật thà, chất phác. Trời, có nói trong nhà vui lắm á. Mà đó là chính là cái đặc điểm nổi bật nhất của người miền Tây mình đó. Dạ. Chị có nói gì, chị là gì của Yên vậy? Dạ, em chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Chào bên đàn trai và các bạn trong trường quay. Em thì đến từ công ty Ga Bình Minh. Bình Minh ơi. Em thì làm quản lý trực tiếp của bé Yên. Bé Yên thì thực ra ở phía sau cái bề ngoài dịu dàng đắm thắm đó thì bé là một người rất là năng động, hoạt bát. Bé là một người sống rất là tình cảm và chân tình. Hôm nay thì tất cả team đều đến để ủng hộ bé và mong muốn là chương trình sẽ
tìm được cho bé một ý trung nhân như đúng ý của em nó. Thì bạn trai ở bên này thì chị thấy là anh ấy rất là chân thành ấy. Còn lại những cái phần sau đó thì chắc để em tự quyết về em nắn, em nặn, em nhào gì đó cho anh, để anh thực hiện được cái ước mơ mà nãy giờ anh vẫn chia sẻ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái, biết ơn nhà gái. Bây giờ mình mở rào. Đúng. Đầu tiên mình kiểm tra cái chế độ tóc tai của nó hợp không cái đã nha. Mở rào. Tấn công liền nha cung. Dạ dạ. Kiểm tra coi vòng 1 sao đó gì đó. Dạ, chào em. Dạ, đầu tiên anh có món quà tặng em, anh biết ơn em đã đến với chương trình em. Em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn. Em cũng chưa hết tuổi hả? Dạ, cảm ơn em nhiều. Dạ, cảm ơn nữa. Mở coi gì đó Trung. Trung mở coi gì đó Trung. Dạ, cái này là cà vạt. À, nơ cà vạt. Nhưng mà anh, em nãy em nói anh đứng tóc quá, anh ngại quá. Không biết anh không, anh thực ra là không phải là cái vấn đề là ít tóc, mà em chỉ sợ những người không có tóc thôi. Chứ ít như anh em vẫn không ý. Anh nói là có tóc không có tóc quan trọng là cái đạo đức của người đó như thế nào. Anh là người miền Tây, anh rất là yêu thương miền Tây, anh rất là hòa đồng. Thì mong rằng chúng mình có một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Dạ, thì nói chung là em cũng là người miền Tây. Cho nên thành ra là nhìn anh á thì em cũng thấy rất là, nói chung là vui. Dạ, rồi. Dạ, cũng thương người, biết chia sẻ. À. Dạ, rồi cùng quê với mình nữa thì miền Tây với nhau dễ, mình dễ nói chuyện hơn. À. Dạ, cũng hy vọng là nếu mà qua chương trình này được á thì em cũng hy vọng là em có thể là cái nguồn cảm hứng cho anh. Okay. Để anh có thể là làm những điều mình thích mà bấy lâu nay anh đã không thể làm được. À. Em hỏi đi Trung. Chừng nào thì mình sẽ cho nhà trai bước tới? Thì giờ theo em là bao lâu mình mới cưới được em? Cái này thì nó không có nằm một cái thời gian cụ thể được. Có thể là 1-2 tháng sau, có thể là nửa năm sau, hoặc có thể là năm sau. Nói chung là mình cảm thấy mình sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân thì mình tiến tới thôi, chứ không có một cái dự định. Nhưng mà bây giờ cái nghề của anh là thực phẩm chức năng, là giúp đỡ mọi người có sức khỏe, em có thích cái lĩnh vực đó không? Tại vì cái đó là cái máu của anh hay là gì đấy rồi. Đó là như cái nguồn đam mê của là gì đó. Dạ thì em rất là tôn trọng cái niềm đam mê và sở thích của anh. Cho rồi. Nên thành ra là thì giờ anh cứ giữ cái niềm đam mê của anh. Thì phải có đam mê thì mình mới làm được tới đến tới được, chứ cũng không ai mà tự nhiên không mê không ấy mà có thể làm được. Bây giờ để cái hộp quà ở đây. Dạ. Bước tới nắm tay cô gái, hát bài đó tặng cô gái cái coi, hát bằng cả tấm lòng nha. Dạ. Nắm anh tay và cái tấm lòng người nào. Biết ơn em đã mang đến cho anh cả cuộc đời. Biết ơn em đã dành cả cuộc đời cho anh. Dạ xin hết. Bạn tại Trung. Dạ cảm ơn em nhiều. Nãy giờ qua cuộc nói chuyện vừa rồi thì em thấy Yên là người thế nào? Rồi em mong muốn đi về Yên. Yên mạnh mẽ hơn chút, với lại ốm quá. Vậy ăn uống nhiều anh bồi bổ cho nó mập mập thêm xíu, năng động hơn xíu. Anh hy vọng là anh sẽ mang niềm vui cho em, và em cũng có thể là kích cái nguồn năng lượng cho em, nó bùng cháy trở lại. Anh cảm ơn em, anh biết ơn em đã đến với chương trình này. Đến. Rồi, chúng ta về vị trí đi các bạn. Mời hai bạn về vị trí. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa yêu thương mà mình có thể đồng hành suốt cuộc đời hay không. Nếu đúng thì bấm ngay cái nút đó cho nhau cơ hội, còn nếu không thì không cần bấm. Nhưng khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, bấm từ trái tim các bạn nhé. Nào chuẩn bị, 1 2 3. Hết thời gian. Đá bóng. Chúc mừng anh trai và chúc mừng hai bạn Trung Yên, Trung Yên. À, đấy, nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. À, sẵn đây xin phép mẹ của Yên cho tụi con hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Con hứa gì đó? Dạ, con biết ơn nhà gái, biết ơn mẹ, biết ơn các đồng nghiệp đã đến với chương trình, đã ủng hộ em, đã mang bạn gái đến với em. Em hứa sẽ mang nguồn năng lượng tích cực đến cho em gái đây, và mong rằng gia đình ủng hộ em để em làm điều đó, và mong rằng bạn này cũng ủng hộ ước mơ của em.
rồi, cuộc đời em cũng dang dở rất là nhiều rồi, thành ra em muốn hôm nay có một cái điều đó, cái bước để em đi lên, để em còn thực hiện cái sứ mệnh và cái ước mơ cuộc đời em. Dạ, em xin cảm ơn thì biết ơn. Dễ thương. Rồi, thủ tục của chương trình. Anh xin phép được hôn em có đồng ý không? Dạ. Dạ, anh xin phép em. Cảm ơn em. Thấy cái số đừng có lo ha, vấn đề là có yêu nhau không thôi. Dạ. Bây giờ em có mấy mối tình rồi? Dạ thì do đặc thù của ngành IT thì cũng ít bạn gái, do đó là hồi lớp 12 thì em cũng có quen bạn kia, nhưng mà do mối tình đầu thì nó cũng không có gì sâu sắc, chưa nắm tay luôn. Dạ. Còn gần đây thì cũng có người quen giới thiệu, thì em cũng có nhắn tin qua lại với một bạn thôi, nhưng mà cách đây 2 tháng rồi. Thì bạn đó thì bạn không chấp nhận yêu xa, cho nên là bọn em chưa làm người yêu luôn. Chưa nắm tay luôn? Dạ, chưa gặp mặt luôn. Đó giờ chưa có nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ. Vậy thế là hôn có làm được? Em coi phim Hàn Quốc em thấy hôn nhau là có cảm xúc đó. Có cảm xúc. Dạ. Giới tính rõ ràng. Mà cha chưa được. Tôi giờ cần đi vô giống như người ta chưa? Không, cái tầm người nhà gái cũng cần tiền quá. Ủa chứ không? Rồi em chứ mặt trai như thế nào, bên kia là không có được tiền yêu. Chưa yêu luôn. Dạ em... Còn xin á. Em đính chính xíu là em có viết một số chuyện ngắn về tình yêu, cho nên là cũng hiểu chút. Hiểu không? Dạ dạ. Nhưng mà em là nguyên đai nguyên kiện đúng không? Dạ, chưa xuất xưởng. Chưa xuất xưởng. Là em cũng viết tiểu thuyết. Có tiền lắm nha. Bên này cũng viết tiểu thuyết nha. Tiểu thuyết luôn hả? Vậy là những người viết tiểu thuyết lãng mạn lắm á. Dạ. Đúng không? Dạ em là thuộc tiểu thuyết khá lãng mạn. Đúng. Dạ. Chơi piano nè, viết tiểu thuyết nè, lâm ly vi lát nè, hổ sáo nè, trời ơi. Có khi nào em thuộc cái tiếp người quá lãng mạn cho nên là hai cuộc tình trước của mình nó không có được như là cái mình tưởng tượng không? Nên là thật ra là em không phải là người có mong cầu quá lớn. Dạ em không phải là người mong cầu quá lớn trong tình cảm. Nên em nghĩ rằng là do hai cái mối quan hệ cùng quá là đặc biệt. Lãng mạn thì nó tốt nha, nhưng mà lãng mạn quá là rất là nguy hiểm. Dạ. Tại vì nó sẽ cho mình cái cảm giác nó cũng bay bổng, mình tưởng tượng cái mối tình của mình như là những gì mà mình viết ra hoặc là những gì mà mình đọc, mình xem. Đúng rồi, lãng mạn quá thôi bạn, lãng mạn mất mà lúc nào cũng bắt người yêu nó ăn cơm dưới mưa. Mưa càng lớn ăn càng ngon cơ lắm. Mà ăn phải cơm nóng, đồ nóng ăn với mưa nó mới lạ này. Em biết ra đụng á. Không. Nóng gì lạ mới gặp nhau. Nóng đêm ra hết lợn, hết nóng. Điểm nó khó hết, đó. Lạ này nhiều quá. Không biết hai đứa này lạ này, cái nào để mà mình tính tới á. Lạ này như thế nào tới thì chị sẽ rõ hơn. Rồi. Còn bây giờ, cái mong muốn em có cái người bạn trai như thế nào? Anh phải ra là em chỉ cần người đó chín chắn một chút. Hiểu chưa một chút ạ? Tại vì thật ra em tính em cũng khá là trẻ con. Dạ. Thế thôi, nó càng biết ướt nữa. Dạ, em dễ, em là người dễ bị xúc động ấy. Dạ, nên là em cần cái một người có thể bảo bọc mà cái là có thể cảm thông cho em nhiều hơn ạ. Được anh em, biết ướt được đó. Dạ, bảo dạ. Bảo bọc được không, cảm thông được không? Dạ, được anh. Biết hết không? Nói chung là em thích mấy bạn gái dịu dàng. Dịu dàng đây, dịu dàng có. Dạ. Em cũng biết dịu lắm luôn, chịu không? Dạ, chịu. Chịu, à. Cái mẫu hình lý tưởng của mình là gì? Dạ. Lịch lãm. Lịch lãm. Dạ. Cao to. Dạ, cao. Cao to, lịch lãm. Đó đó. Trên 1m7 là được ạ. Dạ, em cao 1m7, nặng 70kg. Quá nhiều. Chuẩn không? Dạ, ok ạ. Đó. Ok. Rồi. Em thích điều gì là không? À, dạ, em không thích tài năng hút thuốc và phụ phu. Vũ phu. Ông này hiền lắm, anh trai trường cũng không vũ phu đâu. Anh trai trường thì cũng có hút thuốc nha. Không thuốc luôn. Dạ không thuốc, thuốc không thuốc luôn. Đa số là vậy luôn. Đó là ý kiến của nhà gái. Còn nhà trai sao? Em thì về ngoại hình thì ưa nhìn.